Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Ở video này chúng mình cùng tham khảo cách vẽ các bạn học sinh rất đơn giản luôn nhé. Cô đặt tờ giấy trắng nằm ngang. Trước tiên cô căn hơi lật qua bên phải của tờ giấy một chút. Và từ trên xuống dưới, cô vẽ cái khuôn mặt cho một bạn học sinh ở bên phía bên này bằng một nửa vòng tròn. Rồi vẽ hai lỗ tai hai bên. Cô vẽ mái tóc cho bạn học sinh này bằng những đường xin lên xin xuống như thế này. Các bạn cũng có thể vẽ những cái mái tóc kiểu khác tùy theo ý thích của các bạn nhé. Từ lỗ tai bên này cô kéo một đường cong qua lỗ tai bên kia để hoàn thành cái phần đầu cho bạn. Tiếp theo cô vẽ đôi mắt cho bạn. Cô vẽ đôi mắt bằng một vòng tròn và hai vòng tròn màu trắng nhỏ bên trong. Tô đen cái vòng tròn ở bên ngoài. Vẽ mí mắt. Rồi cô vẽ thêm lông mi cho mắt long lanh. Vẽ con mắt còn lại cũng tương tự. Vẽ thêm lông mày. Rồi vẽ mũi và miệng đơn giản. Các bạn cũng có thể chọn vẽ đây là một bạn học sinh bé trai hoặc là một bạn học sinh bé gái. Ở đây thì cô chọn vẽ bạn học sinh bé gái trước. Tiếp theo cô vẽ cái phần cổ bằng hai đường thẳng ngắn thật là ngắn song song với nhau như thế này. Từ phần cổ cô kéo xuống hai đường hơi xin xuống để làm cái phần vai. Hai bên cô căn so cho đều nhau. Từ phần vai cô kéo lên một đường cong để làm cái ống tay áo bồng cho bạn gái. Và bên còn lại cô cũng kéo một đường cong ngược lại. Cô căn sao cho cái hai đường cong này nó hướng vào nhau. Và nối hai đường cong này lại. Bên còn lại cô cũng vẽ ống tay áo. Cũng tương tự. Cô căn sao cho hai ống tay áo này nó đều nhau. Thêm những cái đường cong ở bên trên cái ống tay áo này để trông giống cái ống tay nó bồng lên. Và cái phần viền cho cái ống tay áo này. Rồi từ hai cái ống tay áo cô kéo xuống hai đường xin hướng vào nhau để làm cái phần áo cho bạn gái. Ở dưới này giống như là cái eo của bạn gái vậy đó. Cô nối hai đường xin này lại bằng một cái đường hượn sóng. Từ đây cô kéo xuống hai bên là hai cái đường cong phồng ra ngoài để làm cái váy đầm xòe cho bạn gái. Rồi cô nối ở dưới cái phần chân váy là một cái đường cong gợn sóng. Thêm những cái đường cong ở ngay chỗ cái đường gợn sóng này nữa để nhìn cái chiếc váy cho nó bồng bềnh hơn. Và cô cho bạn gái này mặc một chiếc áo xếp ly. Cô vẽ thêm những cái đường gạch nối với lại những cái đường gợn sóng. Tiếp theo là cô vẽ đôi chân cho bạn gái. Cho bạn gái mang một đôi giày búp bê. Bây giờ thì cô vẽ cái phần cổ áo cho bạn gái. Cô căn lại chính giữa cái cổ áo và nối xuống hai cái đường cong. Cô vẽ một hình oval ở chỗ này. Rồi ở trên cái phần vai cô kéo xuống hai cái đường cong hai bên, nối lại cái hình oval, thêm hai cái đường gạch ở trên này nữa. Từ cái hình oval này cô kéo xuống hai cái hình dây nơ. Nó nhọn ở cái đầu giống như là bạn đang cột khăn quàng ở trên vai. Bây giờ thì cô vẽ cái bàn tay cho bạn. Từ cái ống tay cô kéo ra cái cánh tay. Rồi vẽ cái bàn tay. Cánh tay bên còn lại cô vẽ ra phía sau ở cái váy, cho nên là cô chỉ vẽ hai cái đường gạch chỗ này thôi. Còn cái bàn tay cô không có vẽ. Bây giờ cô quay lại và hoàn thiện cái phần mái tóc cho bạn gái. Cô cho bạn gái cột một cái nơ ở trên đỉnh đầu và vẽ cái mái tóc dài xuống như thế này, như là bạn cột một cái mái tóc đuôi gà vậy đó các bạn. Và cô đã vẽ được một bạn học sinh gái vô cùng đơn giản luôn. Tiếp theo cô căn và vẽ một bạn học sinh nam ở bên phía bên trái của tờ giấy. Phần khuôn mặt thì cô cũng vẽ như là vẽ khuôn mặt của bạn gái. Ở cái phần đầu thì cô vẽ cái phần đầu cho bạn trai hơi vuông vuông một chút. Rồi đến đôi mắt. Thêm lông mày, mũi và miệng đơn giản. Tiếp theo là phần cổ. Từ phần cổ cô kéo xuống một đường cong và kéo xuống cái cánh tay áo cho bạn trai luôn. Rồi vẽ lên hai cái ống tay áo. Từ hai ống tay áo cô kéo xuống hai đường cong hướng vào nhau để làm cái phần áo cho bạn trai. Và nối lại luôn bằng một đường cong. Cô cho bạn học sinh trai này đang đóng thùng. Và từ đây cô kéo xuống hai cái đường xiên hơi hướng ra ngoài một chút để làm cái phần quần cho bạn học sinh trai này. Bên này cô cũng kéo xuống và căn sao cho hai bên đều nhau. Ở gần cái phần áo cô căn và chấm một chấm ở chính giữa để nối ra hai cái phần ống quần. Nối hai cái đường xiên như vậy, giống như là cái cạnh của hình tam giác. Rồi cô nối hai cái ống quần lại với nhau như vậy, cô được cái quần cho bạn trai rồi đó. Thêm cái đường cong ở ngay chỗ ống quần. Rồi vẽ đôi giày. Vẽ thêm hai cái túi hai bên. Tiếp theo cô vẽ cái phần cánh tay cho bạn học sinh trai. Cô cho bạn học sinh này đang đưa cái cánh tay xuống hướng xuống dưới, rồi vẽ cái bàn tay. Cánh tay bên còn lại hơi hướng ra ngoài. Vẽ phần cổ áo cho bạn học sinh trai, cô cũng vẽ tương tự như của bạn học sinh nữ, là cô cho bạn học sinh này cũng đeo một cái khăn quàng ở trên cổ áo. Và cô đã biết vẽ bạn học sinh nữ và bạn học sinh nam vô cùng đơn giản luôn. Bây giờ thì cùng trang trí thêm cho bức tranh này thôi nào. Cô vẽ đường mặt đất, rồi vẽ thêm cái ngôi trường ở phía sau bạn, vẽ những cái cửa sổ, thêm những cái lá cờ ở trên này. Ở phía sau ngôi trường cô vẽ một bụi cây, chỗ phía xa này cô cũng vẽ một bụi cây. Bên phía bên phải của bức tranh cô vẽ thêm một cái dãy phòng học nữa. Trên này cũng là cái lá cờ. Một bụi cây ở phía sau này. Thêm những đường gạch để trông giống đường mặt đất và thêm những cái đám mây nhỏ. Thêm những bụi cây ở phía trước bức tranh. Và bức tranh của cô đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì các bạn cùng tham khảo cách tô màu nhé. Cô chọn màu da cho phần da của bạn trai và bạn gái. Miệng màu đỏ và thêm một ít má hồng. Khăn quàng màu đỏ. Màu nâu đồng cho cái viền áo và viền váy của bạn trai, bạn gái. Cho bạn gái mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, hai cái ống tay áo cũng màu xanh ngọc, và cái quần của bạn trai cũng màu xanh ngọc. Áo là màu vàng, các bạn cũng có thể để áo màu trắng nhé. Đôi giày của hai bạn học sinh đang mang là màu đen luôn. Cột tóc cho bạn gái màu hồng và mái tóc là màu đen. Ngôi sao và những cánh cửa của cái phòng học là màu vàng. Những lá cờ màu đỏ. Trường học này cô cho màu nâu, màu da cam. Những bụi cây phía sau là màu xanh lá, này là lá non. Nhìn nó tươi đẹp hơn. Và những bụi cây phía trước cũng là màu xanh lá. Viên đá chỗ này cũng là màu xanh. Đám mây màu xanh dương. Mặt đất cô tô màu xám để trông giống cái nền đất xi măng hơn. Bầu trời là màu xanh dương. Cô tô nhạt. Cô dùng màu vàng và pha thêm cái nền ở trên bầu trời. Cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.